nghe nói có ông Kim Jong-un đến, thế là bọn em đang học thể dục, thế là được thầy cho ta đi xem ạ. Em cảm thấy rất là thích thú ạ, vì kiểu lần đầu tiên mình được xem cái sự kiện này ạ. Với lại là cũng cảm thấy tự hào ạ. Probably for many people, once in a lifetime experience being here and being close to the North Korean chairman, and also to Donald Trump, who's going to arrive tonight. So I think it's a nice sign of welcoming people if you're standing along the streets and waving with flags, and it's nice pictures anyway. Hai ông có thể tận hưởng những hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam cho đất nước Việt Nam ngày một tốt đẹp hơn, và cho tình hình thế giới ngày một phát triển hòa bình hơn.